Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mới biết đi, rất dễ gặp phải tình trạng bị điện giật vì hay nghịch ngợm, thích tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đã có không ít trường hợp trẻ bị điện giật tới mức chấn thương, thậm chí tử vong. Vào mùa đông, trong gia đình thường sử dụng các thiết bị điện để sưởi ấm nhưng không để ý đến việc an toàn, khiến trẻ đôi khi có thể cắn hay nhai dây điện, nhét những đồ vật bằng kim loại vào ổ điện hay nghịch vít cắm dẫn đến những sự việc đáng tiếc. Ngoài việc chủ động phòng tránh tai nạn điện bằng cách thiết kế hệ thống điện an toàn trong gia đình, các bậc cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ những nguyên tắc an toàn điện. Mùa đông thì là cái mùa mà cũng trẻ cũng lạnh, thành ra người ta sẽ có những cái vấn đề sưởi ấm, sử dụng những cái đồ điện. Trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi đó, là cái trẻ này là luôn luôn muốn tìm hiểu thế giới xung quanh. Như vậy thì những cái ổ điện nè, rồi những cái dụng cụ điện mà mình sử dụng, mà nếu mà mình không có che chắn, mình không có để xa tầm với trẻ đó, thì vô tình là các trẻ tiếp xúc và các trẻ có thể gây điện giật cho trẻ. Cái mùa mà Tết á, thường thường là có những cái phong tục mà mình biết là cúng kính ông bà nè, rồi mình phải thờ thổ thần thổ địa đồ vân vân, thì thường thường những cái bàn thờ nhỏ nhỏ mà ở dưới đất đó thì em bé hay tiếp cận. Thì khi mà em bé tiếp cận thì những cái chui điện, những cái bóng đèn mà nó bị chết hoặc là nó bị hở gì đó thì vô tình đó, nó làm cho em bé bị điện giật. Điều quan trọng đầu tiên nhất là phụ huynh phải làm sao mà ngắt bỏ cái nguồn điện ra khỏi trẻ. Thì có hai cách ngắt. Một là mình sẽ cắt cầu dao. Trong trường hợp mà không ngắt được cầu dao đó thì mình phải làm sao á, là mình phải tách cái dây điện ra khỏi trẻ, hoặc là tách trẻ ra khỏi dây điện. Thì mình sẽ sử dụng một cái vật dụng, mình đứng ở trên đó mà không phải cách nhiệt, ví dụ như cái vật là cái ghế gỗ hoặc là ghế nhựa, hoặc là đứng trên chồng báo khô, thì rồi chúng ta dùng một cái cây, ví dụ như cây chổi đi, thì cái cán chổi nó phải là bằng gỗ hoặc là bằng nhựa chứ không phải bằng sắt, bằng thiết. Thì như vậy thì chúng ta tách dây điện ra nhẹ nhàng hơn. Và cái điều quan trọng nhất đối với phụ huynh là khi mà trẻ điện giật á, là một cái nguy cơ rất là cao là em bé nó bị dòng điện nó đi qua tim, nó làm rung thấp và ngưng tim, và em bé ngưng thở luôn. Như vậy thì chúng ta phải đưa ra khỏi hiện trường an toàn, rồi thì chúng ta lay gọi trẻ, con có sao không, ba mẹ lo cho con nè, còn ba mẹ sẽ cứu con. Thì lúc đó em bé tỉnh, em bé biết thì mình sẽ yên tâm là em bé không bị gì hết, thì mình sẽ coi cái tổn thương thôi, và thậm chí là mình có thể đưa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra, để các bác sĩ tư vấn trong cái cách chăm sóc. Còn nếu mà mình lay gọi em bé không có trả lời gì hết, em bé coi như là mê man rồi, thì phụ huynh phải nhanh chóng làm cái động tác là cấp cứu ngừng thở ngừng tim. Chúng ta phải nhanh chóng là ấn tim và hà hơi thở ngạt ở xương ức ở đây nè, cái hõm ức ở đây, mũi ức nè, thì chúng ta lấy ở nửa dưới chúng ta ấn thì ví dụ như trẻ mà dưới 8 tuổi thì chúng ta ấn một bàn tay ấn, còn mà trên 8 tuổi chúng ta lấy hai bàn tay chúng ta ấn luôn, ấn là 30 và mình thổi ngạt hai cái. Vậy mỗi lần làm là phải 2 phút luôn, làm liên tục 2 phút luôn rồi mới coi lại coi em bé thở được chưa. Giả sử như lúc đó trẻ vẫn chưa tỉnh thì mình vẫn tiếp tục cái động tác là cấp cứu ngừng thở ngưng tim, để mình trên đường di chuyển tới bệnh viện thì các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị cho cháu, thì nó giảm thiểu rất là nhiều vấn đề di chứng. Tránh tình trạng là chúng ta dùng những cái biện pháp dân gian, ví dụ như chúng ta bấm ở đầu ngón chân, rồi chúng ta ấn huyệt ở dùng cái dùng tay vân vân, gây điện giật là nó liên quan đến điện ở trong nhà. Thành ra tất cả những cái vấn đề gì mà câu nối điện á, chúng ta phải thực hiện một cái biện pháp an toàn. Cái quan trọng bây giờ là cái ổ cắm bên ngoài như thế nào thôi. Chúng ta thấy là có những cái thiết kế người ta thấy ổ cắm là nó đi sâu ở trong, em bé không có thò tay vô được, cho nên mình cắm điện vô là nó an toàn lắm. Nhưng có những cái ổ cắm thì nó lộ thiên, nó bị lòi ra ngoài, thì những ổ cắm đó phải có nút đậy. Những cái ổ điện đó chúng ta thiết kế, chúng ta để ở tầm xa tầm với trẻ, ở phía cao hơn. Rồi những cái vật dụng đồ điện chúng ta sử dụng rồi chúng ta không để đó, thường thường mình thói quen mình thôi để đó, thậm chí mình nghĩ là bàn ủi để đó thì nó sẽ nguội từ từ rồi mình dẹp, nhưng mà vô tình cái đó em bé có thể phỏng và em bé có thể sờ vào chui điện thì nó nguy hiểm. Và tất cả những nguồn điện chúng ta nói là chúng ta cũng nên có bảo trì, ví dụ như chúng ta bảo trì mỗi 6 tháng. Ngoài cái chuyện ở trong nhà không nha, chúng ta cũng hết sức ở phía bên ngoài nữa. Chúng tôi đã gặp những cái tình huống mà em bé điện giật, mà những bé lớn luôn đi chơi những cái chỗ mà rạp, mà người ta dựng rạp để mà đám cưới hoặc đám hỏi vậy đó, chơi để nhìn cô dâu chú rể, nhưng mà vô tình á, những cái quạt á, dùng nguồn điện sau đó nó truyền vô cái dây và em bé bị điện giật. Thành ra là điều đó chúng tôi muốn nhắc là việc câu nối điện cũng phải an toàn. Và chúng ta khi mà chúng ta làm á, thì chúng ta phải hiểu biết về điện, mà tốt nhất thì phải có chuyên gia.